lũ lụt nguy hiểm và có thể gây chết người nhưng bạn có thể tự chuẩn bị để luôn sẵn sàng biết các nguy cơ kiểm tra với hội đồng thành phố về độ sâu và độ cao của lũ lụt tại địa phương nói chuyện với những người đã sống lâu năm trong vùng hãy đề phòng nước chảy xiết hoặc nước dâng cao khi mưa to nếu có bảo hiểm thì nên kiểm tra xem hợp đồng bảo hiểm có còn hiệu lực và có bảo hiểm rủi ro lũ lụt hay không lên kế hoạch khẩn cấp với gia đình láng giềng và nếu có cơ sở kinh doanh thì hãy lên kế hoạch khẩn cấp với các cơ sở kinh doanh lân cận khi có kế hoạch khẩn cấp hãy thường xuyên luyện tập kế hoạch của mình biết khi nào cần hành động và hành động sớm theo dõi tình hình thời tiết chú ý đến các cảnh báo lũ lụt do cục khí tượng phát hành và lời khuyên về lũ lụt của Sở Cấp Cứu Tiểu bang New South Wales SCS. Thực hiện theo tất cả các lời khuyên và cảnh báo khẩn cấp. Không lái xe, đi xe đạp hay đi bộ trong nước lũ. Nếu cần, phải đi tránh nạn cùng bạn bè hoặc người thân. Xem xét cách di chuyển an toàn. Chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp cơ bản, bao gồm radio dùng pin đèn pin, pin dự trữ, bộ sơ cứu, bộ sạc điện thoại, thuốc uống và kế hoạch khẩn cấp. Để được trợ giúp khẩn cấp, hãy gọi Sở cấp cứu tiểu bang New South Wales theo số 132 500 hoặc 000 trong trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng. Nếu bạn cần trợ giúp, liên hệ với Sở cấp cứu tiểu bang New South Wales bằng ngôn ngữ của mình hãy gọi dịch vụ phiên dịch và thông dịch theo số 131 450 và họ có thể gọi 132500 và thông dịch cho bạn. Hãy nhớ rằng những lời khuyên này sẽ giúp bạn sẵn sàng.